Alright, some big crawfish today. Crawfish boy. April 25th. Happy anniversary to me and my wife. 11 years together. Alright, get the water started. And we're gonna put the ingredients in there. Sweet corn, lemons, potato, onions, garlic, mushroom, celery. Here's the seasoning for the crawfish. Get some concentrate, liquid shrimp and crab oil, and we got some Louisiana fish fry products, crawfish and shrimp crab oil in the powder. 4.5 pounds.
water is getting clear. Crawfish getting cleaned. Stick the butter at the end. We'll add a mushroom too. Ngâm khoảng 15 phút là vừa ăn rút ra sơi thôi. Đó. Đó. Hấp dẫn ha. Hấp sảy con mà 7. Cá mông nghỉ hả? Dạ dớ hơn vài con nha. Đó, con thử nó vừa ăn chưa. Nếu mà nó vừa rồi thì mình rút lên, mình kéo lên luôn. Còn mà chưa vừa thì cứ ngâm tiếp. Càng ngâm lâu cứ càng mặn. Để nó một xíu đi. Đó, giờ là lúc này là lúc là thời gian này, lúc này là lúc là... Để tờ giấy đi, nếu mà muốn bỏng tay thì giấy quấn đó. Chứ bây giờ cầm là bỏng tay á. Vừa ăn chưa? Dễ ngọt lắm. Móc cho anh con này nha. Cái thay nữa chứ. Oh my gosh, gạch không này không? Nói cho nè, nói về nút. À, nói về nút nè. Nè, bóp đít nè, rồi nút ra luôn, cắn nó luôn. Đó, trời ơi, dễ lột luôn. Nút đầu không? Đầu gạch không nè. Ăn ngâm nữa chừng nó mặn.
Vừa phải không? Đâu gạch đâu, bao nhiêu? Vừa chưa? Tắt nè. Nè, anh nghĩ vừa rồi đó. Nè, gạch không nào. Nóng rồi. Đó. Đút đi. Thôi, đút cáo đi. Nấm kìa. Nấm bắp. Khoai tây. Tỏi. Cần. Dạng rồi đó, úp lên được rồi. Để lâu quá cay lắm á. Hay hay không nè. Alright, crawfish is ready y'all. Woo, smells so good. It's spicy too. Ooh la la, that's how I like it. Spicy and it's seasoned good. And some mushroom, corn, potato. Alright, boss lady is about to spread out the newspaper. Today is my anniversary, so she's made all this decorations. I didn't do any of this. My job was to boil the crawfish. And I think I did a pretty good job. Here we go. One more look before I take it out and spread it on the table. Ooh-wee. All right. Girls, you want some crawfish? Teresa? You like crawfish some?